chào các bạn. Trong video ngày hôm nay mình mời các bạn cùng trang trí hoa ngày Tết, cắm những nọ hoa để thắp hương trong nhà ngoài sân nhé. Và lọ dơn mình đặt lên bàn thờ đấy ạ. Đấy, các nguyên liệu để làm cái nọ hoa tươi nâu trong ngày Tết này không bị héo nhé, thì mình mời các bạn cùng làm với mình ạ. Đây các bạn, để mình cắm hoa Tết nhé, thì đây ạ, mình chuẩn bị những cái bông dơn này nhé. Dơn này dơn đỏ đấy ạ, rất là đẹp. Và bông hoa hồng, mình cắm hai nọ, họ dơn và lọ hoa hồng nhé. Khi dơn các bạn mua ấy, thì cái củ này vẫn còn ấy, thì nó rất là tươi nhé. Còn nó mà chặt cái phần củ đi thì nó sẽ không được tươi đâu ạ. Lá xanh mướt, mượt nhé. Rồi bây giờ mình sẽ cắt thử này. Cắm. Chỗ này của mình là 15 bông dơm, mình chỉ cắm 9 bông một lọ thôi. Đấy, chỉ cần nên dơn chúng chín như thế này đấy các bạn ạ. Đừng nở quá xòe ra là 3 ngày Tết của chúng ta sẽ bị hỏng hết nhé. Là dơn là sẽ héo. Ngày Tết mà để hoa héo trong nhà là sẽ không tốt ạ. Và khi dơn như thế này các bạn sẽ bỏ bớt phần lá này đi. Và mình sẽ cắt nó ra nhé. Cắt các bạn, kéo mình cắt bát này. Nó giữ được nước trong cái dơn này. Và bây giờ mình sẽ cho vào lọ cả. Đây ạ, mình chuẩn bị cái lọ rồi nhé. Và các bạn sẽ cắm dơn cho mình. Tương tự với những cái cành khác, các bạn cứ cắt như vậy cho mình nhé. Cắt bát ra. Và tế bớt cái phần lá đi. Rồi mình lại cắm vào lọ độc bình. Cứ làm như vậy cho đến hết ạ. Con đứng xa nha ba. Bao giờ đâu đấy các bạn, là mình sẽ cắm thêm những cái lá này để cho nó không bị lộ cái chân nhé. Đây các bạn, mình sẽ đặt nọ dơn lên đây ạ. Đây các bạn, nọ dơn mình cắm đây nhé. Đây các bạn, đây là những bông hồng nhé. Mình sẽ cắm những bông hồng này ạ. Mà cái bông hồng này thì mình có 10 bông, nhưng mình chỉ cắm lọ là 9 bông thôi. Một bông mình sẽ để ở đầu gà ấy ạ. Sẽ rút cái phần giấy này ra. Hồng này là hoa hồng giống mới á, rất là đẹp luôn, đỏ tươi luôn.
Đây các bạn chuẩn bị cho mình một cái lọ nước nhé, và các bạn sẽ cho mình một ít đường vào thì nó sẽ hoa sẽ có chất dinh dưỡng và sẽ tươi lâu nhé. Hoặc là các bạn có thể dùng chanh, hoặc là nước rửa chén, hoặc là soda hay là B1 nhé, vừa tươi vừa nở lâu ạ. Mà ở cái lọ dơn ấy các bạn cũng cho mình ít đường vào nhé, mình quấy cho nó cái tan cái phần đường ở trong nước này đấy nhé. Đây các bạn, cái hồng giống mới này thì nó rất là nhiều gai nhé, nên là các bạn cắm hoa sẽ cẩn thận. Nhưng các bạn mua hoa hồng này thì nó sẽ đỏ tươi, sẽ đẹp để lâu nhé. Và mình sẽ cắt vát cái phần gốc nó đi để nó sẽ hút được nhiều nước ấy ạ. Cái phần lá ở dưới gốc mà ngập nước các bạn bỏ hết đi cho mình, vì khi mình mà để có nước ấy thì khi mình cắm ấy nó sẽ làm cho lá nó thối ra ấy ạ. Và ở trên này ấy, thì các bạn có thể tỉa bớt cái lá đi nhé, đừng để nhiều lá quá ấy, thì hoa cũng không đẹp ạ. Như này mình cắm vào cái nọ nhé. Tương tự những bông hồng khác mình cũng làm như vậy nhé. Tỉa bớt phần lá trên đi, nó sẽ làm cho hoa nó, các bạn tỉa xen kẽ đi cho nó còn hở hoa ra. Và phần dưới gốc thì mình sẽ tỉa hết. Cứ cắm vát như vậy ạ, để giữ hoa lâu thì nên là mình mà các bạn là phải có ít đường. Những cái bông này thì các bạn sẽ xếp ra sau này cho mình ra nhé, để mình cắm vào ạ. Nó cắm như vậy cho đến hết ạ. Dưới nhé, rồi bây giờ mình sẽ tỉa hết cái phần lá ở chân đi. Đấy các bạn, như vậy là mình đã cắm được một lọ hồng nữa nhé. Lọ hoa hồng này thì mình sẽ để ở ngoài sân các bạn ạ, mình thắp hương ở ngoài sân nhé, chứ không mình không để ở trong nhà, ở trong bàn thờ ạ. Bàn thờ mình có đào, có hoa dơn rồi, sau khi hạ ngoài sân ấy, chúng ta có thể để bàn uống nước hoặc là mình đặt lên bàn thờ sau cũng vẫn được ạ.